Hello, chào tất cả bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với game King Legacy nữa nha mọi người. Thì hôm nay tôi sẽ lên 10M để tôi thanh lấy cái cây Black gì á mọi người à. Tôi cũng không biết cái tên chính xác nó là, để tôi check coi cái tên chính xác nó là cái gì. Thì nói chung là tôi đến ngày đến lúc này, thời điểm này chắc là tôi đã bỏ hơn 200 phiên rồi mọi người à. Còn khoảng tôi đã lúc này tôi đã 918 919 gì rồi. Cái nó đến lúc gọi là chúng ta phải lấy cây kiếm này rồi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ để lấy hết kiếm này thôi chứ không còn gì nữa, hết 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 phim luôn rồi. Có bao nhiêu thì tôi cũng đã gọi là đầu tư hết rồi mọi người á. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lấy thôi. Cài hởm rài nó mới gọi là đủ đủ phim để lấy luôn đấy. Để tôi kéo cái màn hình to to này cái đã. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mua thêm bao ti nha để chuẩn bị gọi là lấy 10M thôi. Chứ như lúc này mà không lấy nữa chừng nào mới lấy. Mua của cái bạn này 3 kill 8 phim. Đấy. Trong đây thì bao ti thì mọi người có thể mua trao đổi được. Cái này thì nói chung là game mà nó cấm mọi người buôn bán, nhưng mà người chơi game phải có những cái thứ này thì chúng ta mới gọi là hứng thú để chúng ta chơi game đó. Một kill 89k, hiện tại thì tôi đã là 9k6 rồi, chín lộng 9m6 rồi. Tôi mua thêm chắc là hai người nữa là đủ mọi người, là tốn khoảng 18-20 phim gì nữa là chúng ta sẽ lấy được cái kiếm nha mọi người. Đó, cái kiếm to to đó, cái kiếm to to mọi người thấy bạn nó đang cầm đó. Rồi 88k luôn. Tôi mỗi lần rồi 97 luôn rồi, 975 luôn rồi. Mỗi lần mà tôi bỏ phim ra tôi mua như thế này thì mấy ông đâu có thấy đâu. Mấy ông thấy tôi có bao ti cao, mấy ông xin làm sao mà xin được. Người ta cũng bỏ phim người ta mua mà. Xong rồi chúng ta reset cho mọi người, tránh trường hợp bị cạp chết 9M8 rồi. Một bạn nó đủ mọi người ơi, một bạn nó đủ 9M8 rồi. Còn bạn còn bạn nào ta, còn ai nữa không? Sell cho phát nữa đi. Gần lên rồi, sell cho phát nữa. Sell cho phát nữa là lên 10M, có kiếm có kiếm, có kiếm để coi thử cái kiếm đam đủ như thế nào. Nói chung thì nhìn cái kiếm đó nhìn cái kiếm nó to to như nhìn nhìn như kiểu kiếm dương quá mọi người ơi. Có phim gì ta? Phim cô long phim cái phim đó là phim gì tôi quên 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 tên rồi. Rồi nó có cái cây kiếm to to như thế này mà cái này thì bơi bơi khá là ngon nha mọi người đó. Kiếm này thì có người thì kêu ép ngọc lửa, có người thì kêu ép ngọc ngọc gì ta, có người ngọc lửa, người ngọc điện, tôi cũng chưa biết ép ngọc gì. Giờ cái clip này tôi chắc là tôi làm tôi lấy trước thôi, tôi lấy cái kiếm trước thôi, xong rồi tôi test đam. Ui, có hai ra luôn rồi nè. Ồ, có hề ra luôn rồi kìa, hay là chúng ta đi đánh hề ra đi rồi về chúng ta mua bộ ti sau nha. Chúng ta đi làm con hề ra đi. Được 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 được, làm nhẹ con hề ra, coi thử có ra ra cái rune gì. Trời xí đi, làm nhẹ con hề ra đi. Như đây người chắc đánh lẹ mà. Như đây người chắc đánh lẹ mà ra chúng ta làm nhẹ con hề ra, xong rồi chúng ta vô chúng ta tính 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 tiếp mọi người ơi. Nhìn đi. Tôi giờ tôi sắp gọi là bờ rào rồi mọi người ạ. À, tôi sắp bờ rào tối nay rồi. Tôi kéo cái màn hình to to ra cái. Ủa. Đi thâu. Chờ mọi người ơi, chờ xíu để chúng ta xác định con hề ra với lại định mua trước hay là đi ra đánh hay ra trước ta. Nhanh đi, mọi người đâu hết rồi. Ra làm nhẹ con hay ra đi. Tôi chờ mọi người à. Mọi người biết tôi định làm gì không? À, tôi chờ bạn kia, nhưng mà bạn kia kêu đi đánh đi á. Bên nào bên đây à? Với lại giờ thì tôi cũng rén lắm mọi người, ra xui xui ông nào ông tắt ali ông quất tôi cái gọi là cực nữa. Thì sự ra cực ở đây là cực cái gì, không phải là tiếc một ti cũng là một phần. Một phần là đi tìm người để mua nó khá là cực mọi người ạ. À, tôi phải mua mấy ông nào trên 6-7M thì lúc đó tôi cộng bao ti nó mới nhiều. Thì không biết là ai đưa ra cái giá này, nhưng mà tôi mua như thế nào tôi bảo mọi người như thế đó thôi. Nếu như mà một ông nào đó trên 2M thì có nghĩa là 2M rưỡi hoặc 3M thì có nghĩa là một kill tôi sẽ được 25k, thì có nghĩa là 3 kill hay là sẽ là 3 phim. Còn ông nào cứ 4M đổ lên á
cứ là 4M sẽ là 4 phim, 5M sẽ là 5 phim, 6M sẽ là 6 phim, 7M là 7 phim, 8M là 8 phim, 9M là 9 phim, 10M là 10 phim, nếu mà 11M là 11 phim đó. Nó cứ lên từ 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 vậy mọi người ạ. Nếu như mọi người bỏ tiền cao đấy, chủ yếu là tôi lấy cái kiếm này thôi, xong rồi có thể tôi sẽ đem bounty của tôi sell ngược lại cho những bạn nào cần, hoặc là có những bạn ở trong Discord á có cho tôi một ít rồi, tôi, ai cho tôi bao nhiêu thì tôi sẽ cho lại đấy, xong rồi tôi sẽ đem tôi sell lại, tôi bỏ gần 200 phim rồi đó mọi người à, không phải ít đâu, tôi bỏ gần 200 phim để tôi mua được lên được 9M mấy rồi đấy, chứ chả có ai cho cái gì free trong game này cả mọi người à. Lâu lâu thì có gặp được fan thì mấy bạn nó cho được tí đồ, chả hạn như là bạn cho một tia nè, hoặc là cho một cái đuôi hay ra đấy, người ta thích người ta cho, chứ cái gì trong đây nó cài cũng cực hết á. Chứ mấy ông mà nói chung là ở trong kia có những người kiểu người ta cho tôi chừng khoảng hai lần ba kill thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng chừng khoảng bao nhiêu ta, chừng khoảng 140 tới 150k thôi, xong rồi người ta xin lại đóng thì tôi cũng phải cho thôi mọi người, nhưng mà cho trong hạn mức thôi, xong rồi tôi phải sell lại. Chúng ta cài mà, chúng ta cài để chúng ta đổi đồ mà, cái gì nó cũng vậy hết á. ra đây tôi tắt bê rồi, không ai đấm được tôi đâu, chỉ có người ra đó đấm tôi thôi, chứ không ai đấm tôi hết mọi người ạ. Tôi chờ thử coi nó ra cái rương gì nhá. Vô xong rồi chúng ta cầm cái kiếm lên thử coi nhìn cái kiếm nó như thế nào. Ây da, sao vậy, trốn mọi người ơi, kiếm chỗ trốn cho mấy ông kia cũng quýnh đi, tôi đứng tôi trốn tôi chờ tôi lượm rương thôi. Ra cái T3 cái coi nào, giờ tôi chưa thấy cái T4 là sao luôn mọi người, tôi chưa biết cái T4 nó ra như thế nào luôn. Hình như game này có T4 nhưng mà không có T5 thôi. T4 hình như là nhiều khi mấy ông lượm nó ra được ba bốn món đồ một lượt luôn à. Để coi kiếm mốt kiếm có thể lượm thử coi nó như thế nào. Rồi đi máy đây, trời ơi T2 thôi lười lụm quá, T2 lụm lụm gì giờ, ra cho trái quỷ cùi bắp xong rồi hai mấy, hoặc là nó sẽ kẹp thêm với một máu si, một cái hình máu. Tôi nhìn tôi không muốn lụm luôn mọi người ạ, tôi nhìn tôi không thèm lụm luôn, không lẽ gì tôi đứng đi tôi chai luôn khỏi lụm. Lượm làm cái gì hả? À, lượm làm cái gì đó, mấy ông kia lượm đi đợi nó chưa lượm như không lượm cũng phí, chứ đâu ra được cái đuôi sao đúng không, lượm hết chưa, tao né tôi ra để tôi nè, lượm hết chưa, để tôi cái gì đây đó, chưa được cái tơ một mờ yếu 23 game chứ. Ơi bây giờ chúng ta sẽ về, chúng ta lấy bao ti á mọi người, để là lấy cái kiếm 10M thôi, đến lúc rồi mọi người à, đến lúc tôi cầm kiếm dư quá rồi, hóa thân thành cái gì dương quá thôi, cái gì thần điêu đại hiệp đúng rồi, hóa thân thành thần điêu đại hiệp thôi, ông nào sell đâu lại lên giây phút rồi này, giây phút lấy kiếm nhanh lên đến rồi, nhanh lên, cái này chắc là 2 kill là đủ rồi, nhưng mà chắc là tôi cũng sẽ lấy đủ 3 kill á, tôi cũng sẽ lấy đủ 3 kill á. Để đi ông nào á, cha đe trước đi à, bật bê lên quên, mà ông mình lấy cái kill trước đi rồi mình đưa ổng phim sau cũng được mọi người à. Mày clip gì anh nữa, trời ơi đương nhiên chuyện đó là đương nhiên rồi, không khỏi cần phải bàn, 1 kill đó thôi, 9 mà 9 rồi. Anh này đi né ra coi, đến lúc rồi, né đâu ra, đứng gần, đi chỗ khác chơi đi kìa, đi chỗ khác chơi đi. Ây da, cái cúp điện đó, Hunter Black đó, kiếm vườn quá ngon rồi mà, coi như là 200 phim của tôi. Ờ kìa, cái anh này anh đi né ra coi, anh cứ khiều tôi đó. Mà anh ghê luôn á. Thôi để chúng ta lấy nó một kill nữa mọi người à, lấy nó một kill nữa để có gì à, mình hình như mình cha đe cho ông kia chưa, mình cũng không nhớ nữa, lấy nó một kill, lấy nó một kill cuối nha, còn kill nữa làm luôn đi chứ, mua 3 kill được mà, lấy nó kill nữa. Ok
80 reset cái để không bị quất. Hình như là tôi chưa cho đeo cho ổng 8 phiên đúng không? Đó, 200 phiên còn 21 phiên. Ui dồi ôi, không sao, có cái kiếm là vui rồi mọi người, có cái kiếm bự bự là vui rồi. Để bây giờ ra chém thử đam ấy coi, con chưa ép chưa cộng hết nha mọi người. Trời ơi, kiếm dương quá liền đó, hai cây bảy màu vô liền, ngón anh đau liền đó. Cái này anh bu lại chụp hình, trời ơi chụp hình 200 viên của tôi đấy, 200 viên là gọi là đổi được cái giáp cua luôn ấy chứ. Nhưng mà cái gì chúng ta cần thiết chúng ta lấy giáp cua, chúng ta đi ra chúng ta lấy sau. Còn cái này bắt buộc là phải lên 10m mọi người. 10m thì bê gà thì chỉ còn cách này thôi. Chúng ta bê gà chúng ta chỉ còn có cách này thôi. 1, 2, 3, 4, 5 cây. Dữ dằn. Anh kia anh lạc khỏe quá, anh đi cho chút khác chơi đi anh. Anh kia anh lạc khỏe quá. Lạc khỏe quá, anh né tôi ra coi. Rồi chờ mấy ông này chờ mình đó, cho vì coi như tôi đã lấy xong được cái kiếm 10m với mọi người. Hunty Black à, quá đã luôn. Rồi kết thúc clip nha mọi người, kiếm này chắc là để video sau tôi sẽ test nha. Rồi cảm ơn mọi người, hẹn mọi người video sau nha, bye bye.